tầm máu ấy nè. Ừ này bán nhiều thứ lắm. Mình cứ kiểu mình xây nhà xong rồi cho bọn NPC nó tự đến mà nó ở cùng mình. Nó sẽ bán đồ cho mình. Những cái đồ mấy cái đồ cùi bắp thôi. Cái đe này 50 ui, cái đe 50 bạc, cái đe này chế được nó bằng 50 đạp bạc đấm vào mồm như thế. Mũi tên thời bán đồ đắt lắm. Thôi cứ kệ mẹ đi. Đôn ke đó. Bây giờ mình xây nhà thôi. À mình bây giờ mình chờ đợi tôi xây nốt này. Thằng này bán đồ đắt nó lên giết nó trong nhà luôn rồi. Giết nó trong nhà cướp đồ. Đừng giết nó đâu. Xây cái lò lắm thế đó. Xây lò bên dưới đi. Đồ này để bên dưới đi. Quốc cái đêm đi. Ngọc nà. Cầm không đem nó dưới. Để dưới này. Để ra đi. Ông Long quốc cái mấy cái này đi rồi này. Toàn phá. Đặt nó. Đặt nó xuống. Bây giờ tôi sẽ chế một cái đe. Đe để mình có thể chế được ấy. Không, sao không chế đe nhỉ? Cái đe ở đâu nhỉ? Ở à đây. Lia cần thật nhiều. Bạc này. Đây rồi, chế được đe rồi. Ủa nhiều bạc lắm không ạ? Ấy, nhiều lắm rồi. Bây giờ tôi có thể chế các đồ cho béo. Kéo đấy. Này xây ở giữa nhà, để ở đây này. Để đây đi, xấu này. Đây này, đứng. Đấy, đây, đập tốn cái đuốc đi, đập tốn đuốc đi. Dưới thì chả có cửa đâu, bên trên thì đấy thì chất giữa nhà luôn một cái đèn à đâu, này hơi lệch sliver là cái gì nhỉ, bạc à? Bạc. Những thằng mù tiếng Anh như tôi cũng biết sliver là bạc không ạ? Tôi có mỗi 12 sliver thôi, không nào cho vay tí bà coi. Đợi tí yên tâm, mà kiểu gì cũng có người à, một đống đồ, yên tâm, nhiều đồ lắm rồi. Không cứ yên tâm đi. Đang sửa nốt cái nhà để lối đi lối đường đạt cho đàng hoàng. Không biết đâu đấy. Mấy ông chả an tâm đi. Đấy, bây giờ có đe rồi. Đây rồi, rồi ôi. Ô, tôi có thể chế cái đéo này này. À đây là dây thừng. À đây là kéo này. Bây giờ tôi sẽ chế, đầu tiên phải là chế một cái cuốc thật xịn. Cuốc cuốc bạc nhá. Có cuốc bạc không? Ồ đây rồi, cuốc bạc rồi. Kéo này. Ông chế kiếm thì nhớ chế kiếm dài nhá, đừng có chế kiếm ngắn. Kiếm ngắn chỉ đâm được thôi, kiếm dài mới chém được. Nhưng mà đầu tiên mình phải chế một cái cuốc xịn đó. Kiếm 12 bạc. Ui đéo đủ à, đéo đủ chế được cả kiếm cả cuốc à. Thì chế một cái cuốc thôi, đi nhỏ ạ. Tôi sẽ chế cái cuốc ruby nhỉ. Đi là chế cuốc ấy thôi, chế cuốc bạc hoặc là cũng được, chế cuốc bạc đi, nên chế cuốc bạc. Không cố gắng chế được cái cuốc bạc. Chỉ có cuốc ruby thôi. Không, đừng chế cuốc ruby, giết nó chế cuốc ruby. Hiệp ơi, về đây chế đồ đi Hiệp ơi. Bây giờ ông chế một cái cuốc bạc có đủ bạc không? Không đủ bạc thì đưa thêm cho. Ừ, đủ bạc chế nó cuốc bạc chưa? Để đưa thêm. Hứ. Ừ. Lô. Làm sao để không có chỉ vào đấy, buồn những cái cuốc bạc nó bổ hai cái chết con slam chưa? Nhìn này. Slam này, slam ghẻ này, slam ghẻ này. Bây giờ ông vứt này đi. Bây giờ ui, mình phát kết luôn rồi. Bây giờ tôi đã hỏi rồi, tôi chưa. Mấy ông không nghe tôi nói gì à?
Thì ông mà không lắp được đâu. Ông nào ông cầm cái khu, ông cầm cái ghế ông để ông đem đi. Ông mua cho cháu. Kiểu đấy. Ông Hiệp đang chăm con à? Bây giờ từ từ ăn. À, để tôi làm này ăn. Đây là quốc bạc hình như là mất 12, 12, 15 nhỉ? Ra hỏi lại cái này. Crafting này, rồi nó sẽ hướng dẫn mình sao nhỉ? Cung đây rồi. Cung không quan trọng đâu. À đây, nhìn đây này. Đây, ra đây. Quốc bạc đâu? Quốc hình như là mất 10, 12 cái. Quốc mất 12 cái quốc bạc đúng không ạ? Quốc bạc là mất 12 cái. 12 cái bạc, ông có bao nhiêu rồi? 5 cái. 12 cái. Ông vừa đủ luôn. 12 cái á? Thế là chế đi. Cái du du này. Cái gì vậy? Ông lấy đâu á? Hả? Ông lấy đâu á? Hả? Này tấn công hơi mạnh á. Ừ, lấy ở đâu á? Cái đồ. Ông chế nào? Ngon vậy. Tôi mới chế xong. Ngon. Đấy mà hình như là nó mất là mất gì? À, chế tạo cái màng nhẹ rồi. Hết màng nhẹ rồi. Có mỗi à, chế tạo màng nhẹ. Đấy, tôi làm này để làm một cái để đặt hòm. Đặt dương 8k luôn. Ủa ơi. Ăn 8k lại còn có vít nữa. Đâu? Ngon. Gì cái gì? Bây giờ ông nào chế quốc bạc chưa? Đủ đồ chế quốc bạc chưa? Chế chưa? Còn 5 cái là nó đủ. Nói 5 cái nữa đi. Tôi để trong hòm này. Cái hòm vàng này. Đấy. 5 cái trong hòm ấy. Bao nhiêu đủ? Gì cơ? Bao nhiêu? Bao nhiêu 12, đây tôi cứ để hết trong này nhá. Bao nhiêu ông lý? Đấy, trong hòm ấy. Rồi bây giờ tôi làm một cái giáp. Chế chưa? Kiếm được thôi, mình cứ đánh bằng cái cuốc cũng được. Được không nhỉ? Tôi sẽ cất ruby trong nhà. À, mình có thể làm được một cái sword Lear này. Lear sword. What sword sword. Đây, mình có thể làm khác thì đúng ra về. What sword. Hôm nào lại ném cho tôi cái ghế vậy. 11 đam, cái này có 9 đam thôi. Cái này hình như là chém xa hay sao nhỉ? Đấy cần cái gì? Tiêu bạc này, kiếm bạc này. Quốc, chế cái quốc, không phải chế cái quốc. Ừ, cái dây thừng mà nó bán. Cái dây thừng mà nó bán 10.000 rồi. Ok, quốc 3. Trời ơi, một... Ôi, chết rồi. Ôi, chết rồi. Chết rồi. Đi. Thôi rồi, ngu học rồi. Sao nào, cái này nó đâm à? Đi, đâm là như cất rồi. Đi. Trời ơi, tại sao mình lại chế cái đâm? Thôi kệ, không sao. Đang... Đi, thôi không sao. Bỏ đi. Ông ấy vui xa điểm gì? Thử, qua kiếm này. Ui, kệ phải đái luôn ấy. Đây phải chế kiếm chém mới đúng ạ, sai lầm rồi, đi chế kiếm đâm mà, đéo hiểu. Thôi không sao. Đây ông nào đấy kiếm không? Tôi cho cái kiếm này. Tôi có dù à. Chà, chà, đưa hộp này. Tôi đang chơi dù này. Tin à. Sao? Kiếm này tôi bắt đầu trong một cái này. Đo con boss đi kiếm kìa. Boss nó có cầm kiếm đâu mà ngáo à.
cho nó. Đây từng năm đi. Chắc đâu? Mấy con này ghẻ lậu rồi, bây giờ mỏ của xin chết tươi. Gì? Mày nhớ tao á? Mày nhớ tao á? Mày nhớ tao á? Ui đâu? Đết, đết mày. Mỏ của xin chết mẹo nó đây không em? Gì? Nhớ nó? Chết nó? Cái xịt của tao làm bằng sắt rồi. Mày không có tuổi. Bây giờ chế bộ giáp đi. Thôi chế bộ giáp á. Chế bộ giáp là mình sẽ mạnh hơn rất là nhiều đấy. Giáp này. Cái giáp này, giáp bây giờ mình chỉ làm bằng giáp tin thôi, chứ chưa làm bằng giáp đít cũng 25 ạ. Thốn vậy. Ủa, mình có 37 mà đi mẹ nó chế hai cái này hết mẹ nó tiền ạ. Cái này 15. Cái này 25. Cái 37 thì mình chế được một cái này với một cái mũ ạ. Coi không được. Đang mong có ăn không. Ủa đéo thủ chế cái mũ luôn ạ. Chế mũ cái giáp ạ. Eo. Vãi đoái ạ. Giáp này làm gì? Giáp này làm gỗ. 30 gỗ. Còn 12, nó thuộc chế gì luôn. Còn gỗ. Đưa cho boss đồ là mình được chế tạo cái gì ấy. Nhìn đẹp lắm. Thứ rất là đẹp. Cái gì? Ông hỏi đéo rồi đi. À không, ông đưa cái đấy này để nó dạy ông cách chế tạo mà. Nó không phải là dạy cách chế tạo mà là kiểu như là nói nào nhỉ, là nó hướng dẫn ông ấy, hướng dẫn ông chế đồ ấy, chứ nó chả là gì đâu, thằng ấy nó chỉ là hướng dẫn thôi, hướng dẫn viên du lịch thôi. Tao bù tên kìa, nó vào kìa, đánh nó đi. Tôi mạnh vãi. Ơ sao ông hiệp ông đẩy con mặt lờ nó vào nhà mình này. Sao cái tầng này mấy ông lại xây con ấy? Nhớ không hiểu ạ. Ui anh con đánh được 68 chopper này. Ngon. Xây bằng gỗ đi, bọn nó mới vào ở mấy ông này. Đã bảo rồi, cứ cố xây bằng đá, nếu không hiểu. Cận chết rồi kìa, hiệp. Ui dồi ôi, ông nhầm gì đấy, nhảy lâu à? Ơ, ông vừa bảo tôi chế cái gì bằng bạc cái nhỉ? Quốc à? Quốc bạc, khổ quá. Cái quốc là cái quan trọng nhất, bởi vì mình đi đào rất là nhiều nên là mình cần quốc, mà cái quốc vừa đào cái vừa có phải đánh được luôn. Đúng không? Ông nào chế cái cửa, lắp vào cái cửa đây. Đây, ở đây có một cái bàn sẵn. Cái gì chỗ này không? Ra cái đe đấy, ra cái đe là ông có thể chế được vũ khí và những cái đồ lung tung, hiểu không? Cái gì? Đó, đồ đâu vậy? À, cái cửa đâu nhỉ? Đe là cái gì ta? Cái đe ở cái bên tầng dưới tầng 1 ấy, ông không nhìn thấy cái đe à? Cái đe bên cạnh cái bàn kìa. Có cái cửa đâu? Sao tôi không chế? À đây, tôi không chế được cửa. Đe ở cái này á? Nhìn áo chó vãi đái. Cái gì cơ? Đã quên mất rồi. Cái đe, ôi dồi ôi, tôi khổ quá. Thôi, xem chưa coi đéo. Ai đâu mở cửa ra. Thì không, tôi sao không phải cơ? Tôi mở một cái con thôi. Một mắt á. Nó từ ở dưới hầm nó chạy lên. Ô tô lượng được ngôi sao gì này, phát sáng luôn. Ừ, ngôi sao em nhập đi. Tôi chẳng biết nó nhập làm gì nhưng thấy người ta cứ nhập.
chơi game này bao nhiêu bao giờ, tôi chỉ xem trên YouTube. Và tôi chỉ xem mỗi tí, nó đã xem nhiều đâu mà có phải đi hướng dẫn mấy ông khổ ấy cấp. Hay là ông chế giúp tôi đi. Đến giờ tôi vẫn đéo thấy nó ở chỗ nào. Ở chỗ cái đe, ông đi ở chỗ cái đe. Đấy. Cho tôi chưa đủ đồ. Ông có bao nhiêu bạc? 12 bạc. Gì cơ? 12 bạc thì chắc phải đủ rồi chứ. Thế ông bảo tôi chế cái rìu á. À, hay cái xẻng. Ôi giời ơi, đợi tôi tí. Tôi đưa đồ cho ông kế. Khu máu. Trời sắp tháng mấy ai. Cái cuốc. Tôi bảo ông chế cái cuốc không hiểu không? Đây rồi. Đấy rồi tôi chế đâu. Ông để bàn trong hòm này. Ông đi vào. Nó easy như này mà, không có đéo ở đâu. Tiếp con mặt lòi á, tiếp con zombie á. Mấy con mặt lòi này. Ủa cái đấy cũng mạnh phết nhỉ? Chín đam mà lại còn crit nữa thì bây giờ ông đi vào cái này nhá, ông ấn SC lên. Xong ông có cái búa á, bên cạnh cái có mấy cái chín chấm này, cái chín cái dấu chấm có cái búa crafting này. Trong... Ông có thấy không? Lại bạc cái ông phải tập chế đi chứ bây giờ chẳng lẽ tôi chế trong mãi à? Thì anh nhá, ông nhìn cái chữ crafting có cái búa không? Ông ấn vào. Nó hiện cả một hàng đồ này. Đấy. Ông tìm cái cuốc bạc silver cuốc ấy, cuốc silver ấy. Nó không hiện ở chỗ này. Thế được rồi, đưa hết vào trong hòm đi, đưa hết bạc trong hòm tôi chế cho. Có khi ông bị thiếu rồi, khả năng ông bị thiếu rồi. Ông bị thiếu mà. Rồi, đưa hết bạc trong hòm đi. Nè, đưa chưa nè. Nè, đi chặt cây mình đang thiếu gỗ này. Bạc thì ông đã nấu ra thành bạc đâu. Rồi ôi thả nào à. Hiểu hiểu. Ông phải nấu thành quặng bạc là ông đi vào cái hòm, ông đi vào ui thế nó có 3 quặng rồi không ạ? 12 ấy của chế có 3 quặng rồi. Bắt ông để tôi chế hết ra quặng vậy. Chế ra quặng thì để làm gì ông? Ngốc đá à? Con smile 2 phát hết, mẹ phát cuối crit 16. Tôi tới chế cái rìu xịn hơn tí để đỡ phải đi cầm rìu ghẻ. Cái tôi cái đéo được rồi, đéo đủ tin. Đéo đủ tin để chế rìu luôn. Đùa tôi à? Chế lung tung quá. Thôi đi chặt cây, chặt thêm ít gỗ đi. Chặt thêm một ít thôi, không còn nhiều đâu. Đi xuống hầm chơi tiếp rồi anh em ơi. Bây giờ trời sáng rồi mà, trời đêm vẫn đi xuống hầm, trời sáng lại đi tham quan, đi thám thính trên này xem có vẹo gì không. Đi chặt ít gỗ đi. Đi trên này đi, trời quá sáng nó không có quái, trời tối mới đi xuống hầm. Trời sáng này đi loanh quanh ở trên cạn này, trời đi tìm nó có vẹo gì không. Trên cạn này thỉnh thoảng có mấy cái hòm, mấy đồ quan trọng phết đấy. Cua dè sẻng rìu cùi bắp chém lâu vãi đái ạ. Ông đâu? Ông đâu? Tôi đây. Ông đi đâu? Mất mờ lên nhìn tôi đang đi đường lên. Ông đang đứng ở nhà làm cái đéo gì? Nhà chơi là có cái gì đấy? Nó vừa thông báo mình cái gì? Cái gì đấy bạn? Tôi đang đi chặt thêm gỗ đây. Đi chặt thêm gỗ đi để xây mở rộng nhà ra, gọi thêm nhiều NPC đến. Hay là đi giết mấy con slime này đi mà lấy cái để mà chế đuốc. Ăn ra chỗ ông này. Chặt ít cây đi. Ui ôi, slime đúng một ít chết. Vãi cả đái. Giờ mình khỏe rồi mà, tôi đã bảo rồi mà. Bây giờ mình khỏe rồi, bây giờ mấy con quái rẻ này mình không sợ đâu. Mẹ cục cứt mẹ cái ấy của tôi khỏe vãi đái luôn. Bây giờ mình không còn là cái thằng cùi bắp lúc đầu mới vào game đâu rồi. Bây giờ mình cũng hơi ghê rồi đấy, thuộc dạng khủng khiếp rồi đấy. Mà tôi vẫn hơi cùi bắp thôi. Con này để tôi mà. À tin. Ui ôi nhìn tôi đào rồi.
đào mắc nhanh luôn rồi. Ui nhìn, nhìn tôi nào tốc độ bàn thờ rồi. Tôi sẽ ôm không vui à? Thì có không không chế tôi cái à? Nó bảo là thiếu không đủ, mới có 5 quặng bạc thôi mà. Bây giờ mình phải đi tìm thêm quặng. Chứ bây giờ trông không đủ, tí đi đi xuống hang tìm thêm quặng. Bây giờ đi thêm bờ xem có vẹo tiếng đấy, nhặt đồ đi. À, đây ra ngoài. Ô! Oh! Ô, oh, spear, tôi nhặt được cái spear, ngon. Tôi nhặt được cái cây gì này? Dây thừng này. Ô cái gì đấy? Ô con quái vật chạy. Con quái vật. Con ấy khỏe lắm, con ấy khỏe lắm. Lùi đi, ba thằng cũng đánh, mới giết được nó. Mày nhớ ông tao á, mày nhớ ông tao này. Ok, chết rồi. Mỗi mặt thôi. Ô cái spear này nó cũng không mạnh lắm nhỉ. Tôi sang sắp mặt rồi còn đâu mà kia. Phe đi rong nóc bách. Ủa ơi con. Ô gì này, tôi có cái này. Chết chơi không? Chết chơi người rơi không? Chiến mắc là pha. Ông Hiệp có cung à? Ông Hiệp chế cung à? Có lấy tên ngoài, tôi vứt tên nhưng mà tôi đúng tên này. À cái này mấy ông có thể lấy cái này để mấy ông teleport về nhà này. Né cái hòm ra cho tôi cái. Trong ấy có mấy cái dương à, mấy cái bình teleport ấy, mấy ông cái bình xanh xanh ấy, mấy ông có thể dùng nó để teleport thẳng về nhà. Như là ông đi xa mà ông muốn về nhà ngay ấy. Thì ông có thể dùng cái đấy. Tôi xin 2 bình, còn cho ông Hiệp 4 bình này. Cho Hiệp 4 bình này. Ô, chéo rồi đây, sang bên này trời mùa thu à? Ồ bên này. Đấy đâu là cái ấy vậy vậy. Bên này nó có cái đéo rồi đấy. Cái gì? Tôi nhặt được mà. Nhặt trong cái hòm ấy. Nhưng mà cái này yếu lắm, cái này chỉ có cái đẩy mạnh thôi. Đẩy xa. Ồ đây có một cái hang to này. À đâu, hang bé. Ồ dưới kia có hang to chưa? Ồ thôi. Ồ chỗ này có vẻ nguy hiểm lắm ông ơi. Không ổn đâu. Tôi nghĩ đến té không ạ? Boss chưa? Ui của ông yếu thật đấy. Yếu mà, nó chỉ có đẩy xa thôi, nó đẩy bọn nó ra xa thôi. Thôi đi về không ạ? Chỗ này có vẻ nguy hiểm quá. Không ổn đâu. Ui tôi nghe có cái tiếng đéo gì nghe ghê lắm. Thôi ông ơi đi về. Làm cái đường này đi về đi. Quái đều đông lắm. Nhanh lên. Xây một cái tường. Đây để xây ra để xây ra để xây ra. Cái block đất của tôi rồi. Số 5. Tôi đam to nhất trong đây, tôi phải bảo kê mấy ông đấy. Đi về thôi Hiệp ơi, đừng đi xuống đây nữa. Không hiểu ạ. Mày nhầm tao, mày nhầm tao á. Đào ra. Ông Hiệp có đứng đờ mặt rồi. Nếu hiểu ông bị ngáo đá mẹ rồi. Nhanh lên. Ôi, được rồi. Đừng có đào nữa. Đi về thôi Hiệp ơi, nhanh lên. Ông Hiệp chế quốc bạc à? Chế quốc bạc chưa Hiệp? Đi uống hiểu ông nhảy chuột ạ. À. Chế lâu rồi. Nè. Ôi trời ơi, tôi quỳ ông ấy rồi. Thôi đi về đi kệ. Đứng đây nhìn cái ông phát mà. Tôi có nhặt được cả tuyết đỏ nữa, là tuyết đỏ làm gì ạ? Thôi chạy đi. Chạy về nhà đi, chỗ ông nguy hiểm lắm. Chỗ không ổn đâu. Mấy con này nó chỉ đuổi theo ông Hiệp thôi, còn nó đéo đuổi tôi mấy ông ạ. Quốc ở cái này không đào nhá, cái đá này đào rồi xong Hiệp chết. Đúng ngáo ạ, à, mất tiền ạ. À. Cái độ gà ông ấy không thể đỡ nổi. Bái cả Hiệp. Gà vậy lên. Ồ, đi về đây, cái trời quang mây tạnh luôn ạ, à. Đéo hiểu. Cái này đào lâu quá nhỉ. Thôi đi, cái đấy không đào đâu. Đi về. Đây về xây nốt cái nhà rồi chuẩn bị thứ đi xuống hang. Bây giờ mình đồ mình khỏe rồi, mình đi xuống hang rồi. Ông Hiệp vẫn còn yếu quá. Ông Hiệp vẫn còn cái yếu gì ấy. Tí lượng mà ít. Ông Hiệp đang cầm vũ khí gì? Hả? Có giáp chưa? Ông chế được giáp chưa? Hiệp chế giáp chưa? Gì cơ? Ủa chế giáp đi Hiệp ơi. Tôi không mạnh mặc giáp vào này. Mỗi mình ông cho mặc. Ông xin buồn cười vãi đái luôn.
cái xiên này nó chỉ đẩy 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 nó xa chứ đam béo mà nó còn chậm chứ. Đi về thôi. Ô, thằng nào đấy? Nó ở nhà mình à? Không, thằng này nó bán đồ gì vậy? Ờ, thằng này có NPC, mình cứ xây nhà, mình xây nhiều phòng ra là NPC tự về mà. Nó bán cho mình một cái đồng hồ. Sao tôi đi, tôi thấy cảm giác một cái đồng hồ chậm chậm. Hello anh. Kiểu như ui ôi, 10 vàng. Mất lành chim đậu ấy. Đừng có mua đồng công nhá. Ô đồng hồ à? Da hổ à? Một vàng. Mình có bao nhiêu? Mình có mỗi 61 bạc à? Thiếu hiểu. Bán đồ được à? Mình bán đồ được ấy. Bán ra được bao nhiêu đâu? Được có bao nhiêu đây? Bán này được có 17... À đúng, được có 34 ấy à? Cuối góc ấy. Mấy cái đồ này chưa có gì đâu. Không hiểu ông nào ông cháu gì đấy. Hả? Ông nắm cho đéo vậy? Ông lấy sắt ông chỉ đéo vậy? Sao ông chặn đường không cho tôi vào nhà? What the? Hiệp! Ông làm đéo vậy đấy? Ông xây cái đấy này ông chặn mẹ nó cửa không cho mình vào ạ, à. Đéo hiểu ạ. À. Không hiệp đâu. Không bị ngáo đá à. Bị tối rồi, chuẩn bị phiêu lưu anh em ơi. Đợi tí đang xây nốt cái nhà. Nhà đang xây dở chưa xong. Mà nhá. Đã nói với các ông rồi là đừng có xây nhà đất. Nhưng xây nhà đất thì lại đập đi xây lại, đéo hiểu. Tôi còn đéo đập đi được cơ. Làm nào ra. Cái nhà đất thì bây giờ còn không đập đi được, đập bây giờ để nó chả để làm gì cả. Ê đi. Bây giờ bọn kia thì không chịu vào. Bọn kia nhà đất nó không ở đâu, nó chỉ ở nhà gỗ thôi. À, bọn nó vào liên tục mà. Vào đâu vào, nó vào tầng dưới, nó có vào tầng trên đâu. Lên Google tra cách đập nhà đất. Sao nó đập cái đéo cái nhà kia. Không nghiệp ấy. Hiệp đang làm gì đây? Cá đồ chắc vứt trong hết trong hồ. Mà liền gì nó nặng. Máu đi nó phòng thân. Đây đi, con này hay ăn. Ngáo à, ông làm gì đấy. Đợi tí. Tạm thời này á. Ôi đi. Thôi sao cái gì? Đâu cả đâu. Xuống đây đi. Đâu không hiểu làm đéo anh. Không làm cho đéo đi. Đi xuống thì ông phải ấn. Ông lúc ông xuống cái ông phải rút lên luôn. Thì không ông không bị rơi xuống rồi chưa. Hoặc ông đứng ở đây này. Ông đứng ở đây ông ấn nút xuống. Ông đừng ấn nhảy xuống ông. Gà. Đây không phải tả nổi. Thật luôn đấy. Đừng có lượm tiền của tôi. Đừng có lượm tiền của tôi. Đây, ông đứng này, ông giữ chặt nút xuống. Ông giữ chặt nút xuống thì không bao giờ ông bị xào à. Đấy. Ông đừng lượm tiền của tôi. Lượm hết, kệ ông. Chết phải chịu. Ok, được. Ông đứng ông giữ chặt nút xuống thì ông xuống được, chả có ông chết được. Đây, nếu hiểu ông thì sao ông lại có thể chết được cái pha này. Rơi trên cái xuống chết rồi, nếu hiểu ông đấm mộ. Sao phát sao ông lượm hết vàng của tôi rồi. Ai biết. Ô thế thì đất. Anh ông ấn vào cái xác kia.
Làm gì? Giờ hơi á. What the fuck chim mẹ rồi. Đéo hiểu. Ra như nào? Ra để bắt khỏi này. Ra như nào? Làm sao? Làm sao bây giờ? Thôi hiểu được giờ hơi đâu ông ơi. Ông đừng phải làm sao. Tự nhiên bị kẹt, tôi đập luôn. Tinh 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 chim ạ. Ông làm bướng thì cả chim. Thôi đi xuống dưới đi ông ạ. Mệt mỏi quá.